đó làm gì có lỗi đến bao giờ đẹp quá. Có mấy hay là 20 mùa 19 à, chị nhớ nói chị nói vô cái gì đó hồi lúc đầu đi làm cũng nói vô vậy nó vô bản tính luôn á. Ờ nó mật khẩu rồi em nhớ. Ý là biết công việc chưa, hiểu dạ, chưa dạ. U 1-1 một điều cái này lâu lắm mình mới bị lại đó, nhớ 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 rồi đó em có thời gian rồi đến chỉ số kiểu một điều trời ơi thành đây một điều với hai điều chết rồi nó có cái giai đoạn rồi khổ lắm ơi. Những Facebook mình nó có đoạn á hả? Em nói chậm tuần rồi. À. Mà mỗi lần như vậy là cả tuần liền á. Không, nguyên tuần chị nhớ tháng đó nguyên tuần. Nguyên tuần luôn á. Là cứ vậy đó. Rốt cùng luôn. Trái lắm cơ. Khổ lắm cơ. Thì cái này đang đẹp quá dọ. Mặc như xem. Xem like chụp chụm lên giùm em cả nhà ơi. Này mà ai rủ đi du lịch là đi liền á nha. Đi chơi thì đi liền á nha. Tình hình rất chi là tình hình. Tình hình rất chi là tình hình. Ai mà rủ liên đi giờ đấy. Xem like chụp chụm lên giùm em. Chị mở liên hình si ra. Mở đi hình xì. Ừ, quên lát nữa đi kiểm tra bên Liên Huỳnh Si á. Cái chị gì đó Mai Ly. Mai Ly. Ừ, không biết có cọc chưa á. Ok. Ờ, kiểm tra đi. Em chào chị Minh Minh. Chỗ con này sang quá. Trang đâu rồi nè, chị nào lấy. Xem like chụp chụm nhé. Chào chị Thúy Phạm. Hello chị Nguyên Bắc nè, mấy chị xem like chụm lên giùm em với cả nhà ơi. Thật sự luôn rồi. Thật ấy, lên like một con tương tác là buồn lắm luôn cả nhà. Nay là định nghỉ đó đó. Mà nói là hôm qua nghỉ rồi, nên hôm nay là không có nghỉ nữa. Lụa nha. Size dễ bận giùm em nhé, 100.000 liên mở hàng cho cả nhà 100k cho liên mã lụa nè. Con này 150 á. 150 160 lấy cái cả nhà 100k mã lụa giúp em. Mã lụa giùm em nha. Chị nào chốt liên mã lụa 100. Lụa lụa 100 giùm em. Trời con đẹp xỉu luôn mấy chị. Xem like chấm chấm lên giùm em đi cả nhà ơi. Lụa 100 tiền. Bán cho cả nhà 100. Đẹp cực kỳ. Chấm 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 tương tác lên giùm em nha cả nhà ơi. Rồi dành cho chị nào size L nhé. Một em đầm lá nè 120.000. Chị nào chốt lên giùm em mã hoa nhí 120 của đẹp xỉu luôn. Hoa nhí 120.000. Xem like chấp chấm lên giùm em với. Ôi trời ơi em like không thấy ai rồi. Hoa nhí nhé 120 giúp em. Chị nào chốt lên mã hoa nhí 120k. Xem like chấm lên giùm em đi cả nhà. Không thấy ai chấm luôn đi mấy chị. Ôi ơi là trời. Ôi, thằng bay dùm thấy ai nói năng gì luôn. Chị Bình. Không biết nói năng gì luôn. Một em đùm xô họa tiết nhá, 120.000 giúp em. Chị nào chốt lên giùm em mã xô 120. Xô 120 giùm em hú hú. Dạo này chị Bình rảnh chưa? Mã xô nhá, 120k. Có túi nha, sang nhiêu ký cũng vừa cho em nhá, mã xô 120. Xô giúp em nhá. Ui mấy chị ơi, mấy chị mình xem la mình chấp chấp phải giùm em nhá. Đùm nhật liên lấy cho 100.000 dành cho chị nào size M, size L. Size M, size L gì mặc vừa cho em nè. Chị nào chốt cái này nè. Size M, size L gì mặc vừa giùm em. Chị nào chốt lên mã B 100.000 cái này của Nhật, cái này hả em, chị lấy đẹp lắm. Mã B giúp em nhé 100k. Ôi rồi. Xin cái đùm giày dép á. À để em lên.
mã dây á, mã bi giùm em, bi cho em ly 100 ngàn. Như ra lấy cho chị chờ, có khăn giấy ngoài không? Thế là hả? À, lấy khăn ướt giùm chị đó Nhi. Khăn ướt hay là khăn khô? Khăn khô, có khăn khô không? Có. Có khăn khô, lấy khăn khô. Ok. Đẹp quá, đẹp giả nè. Eo hoa nhí đẹp, đẹp xỉu luôn. Hoa nhí, hoa nhí. Đó chị miếng khăn chứ. Hoa nhí giùm em nhé, 120k dành cho chị nào size M, size L nhé, dưới 60kg. 120 giùm em nhé, chị nào chốt lên mã số 1, 120. Mã số 1 giùm em nhé, một bi là của chị Nguyên Bắc nè, 100 ngàn. Bi của chị Nguyên Bắc coi đẹp giả mang, em bán đầu lai hay bán rẻ cực kỳ luôn á. Mã giùm em nhé, mã số 1 giúp em 120 ngàn. Chốt lên mã số 1 nhé, 120. 120 mã số 1 120 ngàn. Đây là rất là gì đâu. Mã số 1 cho Trần Thùy Lê nè, khách cũ nè. Cái đó vải lụa giùm em. Ôi ôi, một em đồng kẻ nhá. 100 luôn hả chị? Ờ, cái đó 120. Trần Thùy Lê 120. Xem like chụp chụm nha. Trời ơi mấy chị, 55kg đổ lại mặt vừa lấy cho cả nhà luôn. 69 ngàn, mã 69. 69k giùm em nhé, mã 69. Một đứa chốt thôi và một đứa chấm, để cho con bé Nhi đưa cho bé Quỳnh đi. Em ghi giá luôn trước. Ừ, đưa cho nó, để cho nó lựa không có gì sao. Mã kẻ giùm em nhé, 69k. Chốt lên mã kẻ. Số 1 liên hết rồi, mã kẻ giùm em 69. Chốt lên mã kẻ, mã kẻ giúp em. Trời ơi, con nó đẹp giả mang luôn á, chị nào lấy đi mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Hoa xô nè, con này chị nào lấy nè. Hoa xô, hello hello nha. À, mã 69 nha, mã kẻ giùm em á. Chị nào chốt lên mã kẻ đi mấy chị ơi. Mã kẻ giùm em liên 69 ngàn. Hoa xô liên lấy cho mấy chị 69 nè. Kẻ là của chị Thùy Phạm. Thùy Phạm lên số điện thoại giùm em. Thùy Phạm lên số điện thoại giúp em. Trả cho chị cái Samsung nè. Thùy Phạm lên số điện thoại giùm em nha. Một em hoa xô 100 ngàn mà liên lấy cho mấy chị 69 ngàn thôi. Rồi ơi, em ơi, kẻ là của Thùy Phạm, dự bị cho chị Trinh Nguyên. Chào chị Linh Chi. Xem lại chụp chụp lên giùm em cả nhà ơi. Rồi chị nào chốt liền giùm em mã số 2 nhé, 69 ngàn, size M, size L gì vừa, mã số 2, 69. Thủy Phạm có số rồi. Dự bị cho ai chị? Hả? Dự bị cho chị Trinh Nguyên. Rồi đưa cái sắp xuống giúp chị nè. Nè nè. Rồi. Xem lại chụp chụp lên giùm em nhé. Trời cái xô đó chị nào lấy đẹp lắm luôn á, 69k mã xô á. Sắc xúc sắc xúc sắc. Cái đầm dày guốc đó lá em đọc rồi là sai mấy chị ơi. Lá em đọc nha. Không có chốt cho ai được trên like đâu mấy chị. Trời ơi. Trời ơi, một em đầm xô nè. Nhiêu ký cũng vừa nha, lấy cho mấy chị 100 ngàn. Xô kẻ nè, cái tay bồng của nó là đẹp lắm. Chất xô mới ơi là mới luôn, 100k mã mới cho em. Nhiêu ký cũng vừa nhé. Con xô đóng cửa lại kìa, đứa nào đóng cửa lại kìa. Mã giùm em liên nha, chị nào chốt lên giùm em mã mới 100. Mã mới giúp em liên nha, 100 ngàn. Xem like chụp chụm lên giùm em nha, mã mới. Chị Thùy Mã mới báo sát giùm em nha chị. Em ơi, cái đó là chị cho chị Trinh Phan. Trinh Nguyên. À, Trinh Nguyên, mã mới của chị Phan Phương 100 ngàn. Cái này đúng không? Đúng rồi. Chị một em đầm xô nha. Trời ơi, chị Phan Phương ơi. Đẹp giả mang luôn. Nói chứ bán giá yêu thương cho cả nhà luôn á. Con này 120 liên lấy cho mấy chị 69 ngàn thôi. Size M, size L gì mặc vừa cho em mã 69. Size M, size L gì mặc vừa giúp em liên nhé. Mã 69 giùm em. Mã 69. Trời ơi. Chị nào lấy cái lụa này đẹp giả mang ấy. Một em hàng hiệu Italy nè, cái này của Ý cho em nè, chị nào lấy nè. Em chào chị Học Phát. Rồi chị nào nhé, 100 ngàn đầm lụa giùm em, size dễ mặc nhé. Chị nào chốt lên mã Ý 100k. Trời ơi, mặc đẹp lắm luôn mấy chị. Mã Ý giúp em lên 100. Mình xem like, mình chấp chấm lên giùm em với cả nhà ơi. Đúng rồi.
xem like chụp chùm lên giúp em với. Mã ý giúp em nhé, 100.000. Chúc Liên mã ý 100. Xem like chụp chùm lên giùm em. U là trời. Xinh đẹp lắm luôn nhé. Màu bơ. Ý 100 của chị Phan Phương. Ý 100 cho chị Phan Phương. Một em màu bơ lụa. Rớt vai giùm em. 120.000, chị nào cho em mã lụa 120. Ý liên hết rồi nha. Mã lụa 120 giúp em nhé. Chị nào chốt lên mã lụa 120.000. Size L chị mặc vừa hết cả nhà. Chị nào 60 65 cái là vừa hết. Mã lụa 120. Một em lining lấy cho mấy chị 69.000. Trời ơi đẹp lắm luôn nè. Lining giúp em liên nhé. 69k chị nào chốt lên mã lining. Lining giùm em lụa 120 của chị Phan Phương nè. Lining cho em liên 69k chốt lên mã lining. Lining giúp em nhé, 69 tiền. Xem like chụp chấm lên giùm em. Trời ơi. Đẹp dã man. Trời ơi là trời. Đây. Xem like chụp chấm lên giùm em nhé. Hello chị Thùy Thúy Huynh. Trời ơi 65k đổi lại mùa cho em nhé. 100.000 mã sọc lining của chị Pha Phương, 69.000. 100k mã sọc giúp em. Mấy chị xem like tương tác chấm bài lên nha mấy chị ơi. 100.000 nha, mã sập giùm em. Vậy là chốt lên mã sập cho em liền. Trời ơi, bà này đẹp quá, nhưng để lại quá. Sập giùm em nhé, 100. Rồi cái này liên tặng đến cái áo khoác. Một em áo khoác liên tặng nha. Chị nào chốt lên giùm em liên mã tặng nè. Mã tặng giùm em. Mã tặng. Nó đẹp lắm luôn ấy trời. Chị nào lấy lên tương tác giùm em với. Ôi đẹp quá à. Quá ơi. Trời ơi là trời. Đây mấy chị. Tặng cho chị Phan Phương. Đây mấy chị ơi. Xỉu. Tặng cái nào chị? Đúng rồi. Trời chà, này bị lỗi rồi. Rồi cái này Liên tặng nhé. Rồi ai lấy lên em mã nâu tặng. Tặng Liên hết rồi nhé. Mã nâu tặng giúp em. Mã nâu tặng giùm em nhé. Chốt lên mã nâu tặng. Mình xem like mình chấm lên giùm em đi mấy chị. Nâu tặng giùm em. Chốt lên mã nâu tặng. Ôi trời ơi. Size L nhé. Chị nào size L về mặc vừa cho em nhé. 69.000 thôi. Size L XL về mặc vừa cho em liền. Mã 69. Chị nào chốt em liền mã 69 giúp em. Nâu tặng là của chị Thủy Phạm. Mã 69 giùm em nhé. Chốt em liền mã 69. Mình xem like mình chấm lên mấy chị ơi. Online muốn thấy ai chấm là buồn lắm ấy. Buồn lắm. Con này đẹp quá. Trời ơi cái đồng họa tiết nè. Cái đồng họa tiết cho cả nhà coi nè. Xuất sắc luôn ấy. Bao nhiêu ký cũng vừa giùm em nha. Lấy cho mấy chị 69.000 mã họa tiết. Cái này là 120 nè. Mà bán cho cả nhà 69k thôi. Mã họa tiết giùm em nhé. 69.000 chốt cho Liên mã họa tiết. Họa tiết giúp em 69k. Một em đầm thể thao giùm em nhé. Thiêu 120.000. 65kg đổ lại mặt vùa cho em. 120 mã 1. Mã họa tiết 69 của chị Phan Phương. Mã số 1 giùm em 120k. Chị lại chốt lên mã số 1 120. Mình xem lên chấm lên phải phải giùm em với. Trời ơi mấy chị ơi chết mất thôi. Cái đầm nó đẹp giả man luôn. Cái đầm nó đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi 100.000 dành cho chị nào size L. Chị thấy em không gì ơi em thấy. Nhưng mà sâu rồi. Em chỉ đập cho mấy chị được thôi nha cả nhà ơi. Mã số 1 của chị Trinh Nguyên nè. Như Quỳnh sâu nè. 120. Size L gì mặc vừa cho em nha. 100.000 mã đỏ. Mã số 1 liên hết nha. 100k mã đỏ giùm em. 120 đúng không chị? Đúng rồi 120. Mã đỏ cho em liên nha. 100.000. Trời ơi. Đỏ giúp em 100. Ui là trời. Đùm Barbie đôi lấy cho mấy chị 69.000. Chị nào chốt em mã Barbie 69 nè. Bán tặng luôn. Đỏ 100 cho chị Phan Phương. Mã Barbie giùm em liên nhé. 69.000. Chốt em liên mã Barbie cho em 69k. Em bán 100.000 á. Barbie giùm em 69. Rồi cái này Liên tặng hôm nay là tặng nhiều lắm đó mấy chị. Tặng bất chấp luôn ấy. Này hôm nay khui ra thấy cái đầm nó bị lỗi xíu hay lỗi đâu rồi nè. Đây nè. Đó nó bị lỗi đây nè.
đây đây đây, Liên tặng nhé, nó hơi bị lỗi thôi, mấy chị về xử lý là không sao. Tặng luôn Liên đi. À thật luôn, tặng Liên luôn. Mã số 10 xô nha, mã số 10 tặng luôn. Mã số 10 giúp em nhé, tặng. Mã số 10. $100k cho em một đầm lụa họa tiết, chị nào size M size L chị mặc vừa. Mã số 10 tặng nhé. Mã số 10 tặng là của chị Hồng Phát nè. Mã số 10 tặng là của chị Hồng Phát nhé. Hello chị Trang Trịnh, cảm ơn chị chấm chấm ba nhé. Mình xem like mình chấm lên giùm em với mấy chị. Trời ơi chị Phan Phương ơi, một em đầm lụa nhá, họa tiết cho em 100.000. Chị nào chốt lên mã họa tiết 100k, mã họa tiết giùm em 100k cho em. Chốt cho Liên mã họa tiết 100. Họa tiết 100 giùm em. Ủa lấy cả nhà 69 nha. Đồng thủ cụm lấy cho mấy chị 69 nha, họa tiết của chị Trần Thị Lê nhé, của chị Lê nè, 100.000. Rồi đồng thủ cụm nha, bao mát bao sướng luôn, lấy cho mấy chị 69k thôi. Mã số 2 cho em Liên nhé, 69k. Mã số 2 giúp em 69. Ôi giời ơi, cái màu của chị Phan Phương thích nè. 120k giùm em, chất linen màu xanh lá. Mã số 2 69 của chị Thủy Phạm. Trời ơi mấy chị ơi, mình xem like mình chụm lên giùm em đi cả nhà ơi, view không lên nổi luôn. Đây, size M, size L, XL chị mặc vừa nhá, 120k. Chị nào chốt em lên mã 120. Mã 120. Chốt em lên mã 120. Đẹp cách kinh khủng luôn. Mã 120 giùm em. Ôi là trời, một em đầm hiệu nè chị Lê ơi. Ờ con này xe SCM chị nào lấy nè, Liên để cho 100.000 mã hiệu SM gì mặc vừa cho em nhé, cái chất line này nó đẹp giả mang luôn. 100k thôi, mã hiệu 120 của chị Phan Phương. 54kg vừa không, dạ vừa. Mã hiệu giùm em nha, 100.000. Chất line này chị nào 53kg lại mặc vừa, mã hiệu 100. Hiệu 100 giúp em. Trời ơi thật ít. Dây nè, cái dây hoa vàng đẹp giả mang chưa, lấy cho mấy chị 69.000. Chúc em mã dây. Mã dây tại em nhiều quá rồi á, chứ không thôi Liên để cái này lại mặc ở nhà chơi chơi cũng được. Mã dây giúp em nhé, chốt Liên mã dây 69k. Mã dây giùm em. Áo đang mặc là lụa nha, lụa, van lụa, van lụa. Ôi. Chị Phan Phương ơi, 100k là mã hiệu giùm em, chốt em mã nha. Size L. Chị nào ML gì mặc vừa. 100.000 giúp em, mã đẹp, không đẹp là không lấy tiền. Mình xem like mình chụp chấm mình phải giùm em nhé. Mã đẹp giúp em 100k. Xem like chụp chấm lên giúp em với mấy chị. Ủa thấy cũng hai mươi mấy chị xem á. Mẫn thấy ai nói năng gì luôn á. Mấy chị coi ngắm Liên rồi mấy chị ơi. Trời ơi mình qua like mà không chấm một phẩy luôn cả nhà ơi. Mã đẹp giùm em nhé. Đẹp giúp em Liên 100. Trời ơi mấy chị. Được mình chị Bình nè, khổ lắm ấy. Mấy ai nói năng gì á, không biết là có đang coi hay là không. Đẹp cho Xuân Nhi bé ơi 100. Hello Dẹo Ngô, hello chị Thảo Huỳnh Đỏ. 100k giúp em, chất xô giùm em. Thiệt á chứ, ngắm là phải mua chứ không mua là buồn á. Wow. À, xem like chấm lên giùm em nhé. Chất xô cho em nha, 100k. Chị nào chốt thì mã xô. Bà nào lấy cái này đẹp xuất sắc luôn ấy. Mã xô giùm em đó chứ là size dễ mặc nha. Xô giùm em nhé. Chị nào lấy cái nè, xô giùm em. Chốt lên mã xô. Đẹp xỉu luôn mà em. Hờ hững. Xô size S, size M gì mặc vừa nhé. Trời ơi đi tiệc đi tùng cả nhà ơi, đẹp giả mang. Đây mấy chị, một em siêu sửng luôn. 54kg đổ lại mặt vùi cho em Liên nhé, 100k mã siêu phẩm. Xô của chị Hồng Phát. Chị Lê. Qua ai ạ? Thùy Lê. À xô của Trần Thùy Lê rồi, 100.000. Xô đi cả nhà. Rồi mã giùm em mã đẹp nhé chị Lê ơi, đẹp xỉu luôn. Mã đẹp giùm em nè. 100k 55kg đổ lại vừa. Em lên cái đầm thiết kế cho mấy chị chốt nha, chỗ con này đẹp giả mang. Một em đầm thiết kế. Xịn sò luôn ấy. Liên lấy cho cả nhà 100.000 nhé.
Chị nào mà ép mời về mặt vừa cho em lên mã thiết kế 100k. Xem like chấm lên giùm em nhé. Mã thiết kế 100. Thiết kế 100 giùm em. Đây chị nào lấy nè. Chốt em lên mã thiết kế nhé, 100.000. Trời ơi, con này chị nào lấy thì đẹp giả mang luôn, hàng hiệu nha mấy chị. Cái chất vải của nó là đẹp lắm ấy. Cực kỳ đẹp luôn ấy. Thiết kế giùm em nhé, 100k chốt lên mã thiết kế. Xem like chấm giùm em nhé. Thiết kế của Trần Thùy Lê. Đó lấy đi cưng. 100. À. Một em đầm hiệu size M giùm em nhé cả nhà ơi. Ồ, của Paris nè. Mà liên lấy cho mấy chị 69.000. Đẹp cực kỳ luôn, size M của Ý. 54kg đổ lại vừa cho em nhé. 69k chị là chốt lên mã hiệu. Bán lấy tương tác cho cả nhà luôn. Mã hiệu giùm em 69 tiền. Rồi ôi, sale con này 100.000 nhé. Chị nào vượt được thì vượt nhé. Một em đầm lụa, con này chiếc xô, mấy chị xô lụa giùm em 100.000. Họa tiết nè, có túi nè. Rồi mã giùm em mã nhé. Rồi mã số 2 100.000. Chị là chốt lên mã số 2 100k. Mình xem like mình chấm lên giùm em với cả nhà ơi. Thiết kế liên hết rồi. Mã hiệu nha. Hết tiền rồi chị Bình. Đã vô lấy chấm bài là vui rồi đó. Mã hiệu mã giùm em nhé. Mã số 2 100.000 giùm em. Size L tới L. Mã hiệu của ai nè. Hiệu của Như Quỳnh nhé. 69. Chốt hiệu cho Như Quỳnh 69.000. Chăm la chấm. Phải. Khổ lắm cơ đấy. Trời ơi, cái này đẹp giả mang á. Một em lụa sơ mi phong dài mấy chị, 100k cho em. Trời ơi, nó đẹp giả mang. Mã số 2 Liên, nhắm cái nào quá to so với chị thì hú chị bỏ ra nha. Dạ. Trời ơi, mã số 2 của chị Thanh Hải. Thanh Hải ơi, mình lên số Hải giúp em Liên nha. Mã số 2 của chị gì đây? Đây nè, Thanh Hải lên số Hải giùm em 100.000. Sơ mi Liên để cho mấy chị 100k nhé. Nhưng mà con này rộng lắm luôn nha. Con này chị lê mặt không vừa đâu. Của chị Phan Phương mới vừa. Sơ mi lụa giùm em nha. Rồi chị nào 100.000 mã 100 giúp em. Mã 100. Chưa, chắc tường chưa có like nha. Mã 100 giùm em. Chị Thanh Hải ơi, lên số điện thoại để chị cho em nha. Mã 100, 100 giúp em. Có số điện thoại để chị em mới đi đơn. Có rồi. Trời ơi. Một em đầm bơ họa tiết nha, 100 của chị Bình. Chị Thanh Hải có số rồi chị cưng. Chị Thanh Hải ơi, vô inbox cho em địa chỉ bên em mới đi đơn nha chị. Trời ơi, cái đó của chị Bình. 100. Một em bơ lụa nhá. Nó chưa bán giá, tương tác vô cho mấy chị nhá. Em Liên lấy cái đầm này 69.000, chị nào nhanh tay thì được. Size M, size L về mặt vùi giúp em Liên mã 69. Size M, size L về mặt vùi giúp em nhá. Mã 69 giùm em. Chốt em Liên mã 69. Trời ơi. Một em đầm xô lấy cả nhà luôn 69.000. Đây. Nhiêu ký cũng vừa cho em nhá. Một em đầm xô lấy cho mấy chị 69k mã kẻ giùm em 69. Đây là đầm đẹp Liên bán giá là bánh bèo á mấy chị. Chị Thanh Hải ơi, vô inbox shop giùm em nha chị. Thật sự luôn á, đầm đẹp mà giá bánh bèo. Chấm bà tương tác lên giùm em cả nhà ơi. Ôi giời. Trời ơi. Đẹp giá mang luôn. Đầm thiết kế giùm em, chị nào có cái đai á, lát nữa Liên tặng cho cái đai đây nè. Cột lại. Size L XL về mặt vùi cho em nhé. 120.000 mã VIP giùm em, mã VIP 120. Mã VIP giúp em Liên nhé, 120k, chị nào lấy là xuất sắc luôn. VIP 120 giùm em, lụa, chị nào lấy là xuất sắc. Size L XL về mặt vùi giúp em nhé, mã VIP 120.000. VIP 120. Một em đầm thiết kế nữa nè, màu nâu nè. Nhìn cho chị nào size L nhé, 69.000 chốt lên mã nâu. Chấm bài tương tác lên giùm em đi mấy chị, nãy cũng có tương tác đó cả nhà ơi. Mã nâu, VIP của chị Phan Phương nhé, Như Quỳnh sâu nè. VIP 120 của chị Phan Phương nè. Rồi size L ấy, chị Phan Phương ơi, đẹp xỉu luôn ấy. Nâu giùm em Liên nhé, 69.000. Size L. Đây nè. Rảnh không? Siêu phẩm giờ đi làm rồi làng ơi là sao? Mã nâu giúp em nhé, 69.000 giùm em chút liền mã nâu. Nâu 69 tiền. Ấy là lên siêu phẩm.
Ủa nãy giờ em chưa lên siêu phẩm rồi đòi gì nữa. Chị Thanh Mai ơi, chị vô đây inbox shop cho em địa chỉ số điện thoại nha chị. Nè, em mới đi đơn. Sọc giùm em nhé, lấy cho cả nhà 100 ngàn size L. Đẹp xỉu luôn, chị nào mặc cái form này không đẹp em cho trả lại. Em cho trả lại luôn 100k mã số 10 giùm em nhé. Chị nào mà không đẹp ML XL mã số 10 100 ngàn nâu quân sang luôn. Số 9 này chị. Ờ, số 9. Size M, size L. XL gì vừa cho em nha. Mã số 10 100 ngàn, con này mà chị nào mặc không đẹp nên cho trả lại luôn. Mã số 10 giúp em 100. Chị xem like tung tác chấm bài lên nha mấy chị ơi. Ôi trời ơi. Một em đầm xô hoa vàng nhá. Lấy cho mấy chị 69 ngàn mã hoa vàng. Em chào chị Lâm Nhật Lâm Lê, vô ủng hộ em Liên nè. Một em đầm xô hoa vàng nhá, lấy cho cả nhà luôn 69k mã hoa vàng. Hoa vàng giùm em nhé. Mã số 10 của chị Bình nè, 100 ngàn. Mã số 10 của chị Bình 100k. Ôi dồi ôi. Một em đầm nhũng siêu phẩm luôn. Lấy cho cả nhà 120 nhé. Chị nào có thể coi theo dõi live Liên mấy chị, mấy cái đầm nhũng này Liên bán 300 ngàn á, chứ không bao giờ bán 120 đâu. Hôm nay thật sự là bán lấy tương tác chủ yếu. À, 120k chốt Liên mã nhũng 120, em nói thật là em bán là lấy trơn cả nhà, lấy khách đấy. Mã nhũng giùm em nhé, 120. Chị nào lấy Liên chúc mừng thật sự á. Cảm ơn Liên mấy chị nhận hàng về nói trời ơi, em chết mất. Nhũng của chị Lê nhé, 120. Chị Thanh Hai ơi, chị vô inbox địa chỉ số điện thoại giùm em, bên em mới đi đơn nha chị. Đầm thể thao lấy cho mấy chị 69 ngàn, cái màu đen móc chen luôn. 120 của ai vậy chị? 120 của chị Lê. Không, bán lấy tương tác. Tiền là phải lấy rồi. Trời ơi, trời ơi. Size 10, size L gì vừa cho em nhé, 69k. Chị nào chốt lên mã bơ, cái màu nó đang hot. Mã bơ cho em Liên 69 ngàn, chốt lên mã bơ giùm em nhé, 69. Một em đùm xô họa tiết nè. Nói cho mấy cái này bình thường Liên bán 100 ngàn á, mà nay Liên bán cho mấy chị 69 ngàn nè, mã phối cho em. Nhiều ký cũng vừa giúp em Liên nha, chốt cho em Liên mã phối. Phối giúp em Liên bơ cho chị Phan Phương 69, bơm Liên hết nha. Mã phối giùm em Liên 69 ngàn. Ôi dồi mấy chị mua đi cả nhà, hôm nay Liên bán rẻ lắm rồi. Chị Thanh Hai ơi, chị vô inbox địa chỉ bên em mới đi đơn được nha chị ơi. Ôi dồi ôi cả nhà ơi, một em đầm siêu phẩm, một đầm phối của chị Phan Phương 69 nhá. Bên em không có gọi điện chốt đơn đâu nha chị inbox giùm em với. Một đầm siêu phẩm lụa nhá, 100 ngàn size L. Đúng rồi, bà nào lấy nè, chị yêu nào lấy cho Liên cái đầm này đi, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi, size L nhá, 62-65kg đổ lại mặc bùi giùm em Liên. Mã siêu phẩm 100. Phối Liên hết nhá, mã siêu phẩm 100 giùm em. Rồi, chốt Liên mã siêu phẩm 100 giùm em. Xem like chấm chấm phải phải giùm em cả nhà. Chấm phải phải giùm em. Trời ơi, cả nhà lên cái đầm thiết kế nè. Của chua size L nè. Siêu phẩm 100 là của chị. Ủa nay có em mới, đúng rồi. Nào cho gặp mặt. Hả? Cái gì? Thu chừng là cũ. Bao nhiêu chị? 100. Nếu có mới nha. Size L đầm thiết kế cho Liên nha. Cả nhà ơi, 150 ngàn. Đủ 4 tủ. Thấy giọng lạ, đúng rồi, đủ giọng nó lạ lạ. Hả? Đủ 4 tủ. Bình nữa là 4 tủ. Bình ơi, Nhi nói kìa, huống Bình qua nữa là 4 tủ á, là đủ luôn á. Dạ, để Liên lên cả nhà. 150 ngàn giúp em nha, đầm thiết kế size L. Ai muốn cái đầm nào, em không ai chủ nào bán cho mấy chị 150 ngàn hết á. Mã tiệc 150, cái này bắt ta, chị nào đi tiệc là chúc mừng. Tiệc 150 ngàn, không có đâu bán đâu. Tiệc 150, em lên cái này trước nha. Màu trắng, thiêu linen, 220 ngàn, chị nào chốt em mã 220. Size M, size L. Tưởng Nhi nay nó sửa giọng, Nhi nó sắp nữa nó chia tay với mấy chị rồi. Em tiểu lên mới, Nhi sắp chia tay với cả nhà rồi, 220. 220 giùm em. 220 là của chị Bình. Xem ra chụp lên giùm em, khách mới ứng theo dõi trang bay giúp em Liên cả nhà. Nhi nó sắp chia tay rồi. Chia tay. Ôi, bữa nào hút cái đầm vô luôn nè. Rất
Trời ơi mẹ ơi, cái đầm đi tiệc này à. Size số 8 nè mấy chị. 220 liên hết là size số 8 một em đi tiệc nè cả nhà ơi. Liên hết cho mấy chị 69 ngàn nha. Size L đấy, đi tiệc bán cho ông cho cả nhà luôn. Ghê vậy. Đố hai cái. Ờ, đây nè. Mã giùm em liên mã cho ông nhé, 69k. Dành cho chị nào size L. Đó, mã đỏ 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 chơn giùm em 69 ngàn bán tặng luôn. Chi ân giúp em 69. Xin hai chấm lên giùm em với. Cái ống đồ của chị đâu rồi đấy nha. Mình mà nói ba. Ở dưới đây. Mình mà nói ba bữa, ba lần. Trời ơi. Chấm chấm chấm. Nhớ mời chị mình uống trà sữa là chia tay kìa. Đây cả nhà. Đẹp quá. Chị nào mà 54kg đổ lại vùi cho em 120 ngàn. Chúc em mã 120. À, con váy đen hoa đỏ treo với bao nhiêu cân mặc vùi em? Con váy hoa đen đỏ treo là con đó chị nào 60-62kg vùi cho em. Rồi mã 120 giùm em nhé. 54kg đổ lại vùi cho em liên mã 120. Mã 120 giúp em 54kg đổ lại mặc vùi nhé. Chúc em mã 120. Đây nè. Chị nào thích màu trắng nè, chiếc lining con này mới tin luôn. Xin hoa chấm phải tương tác lên nha mấy chị ơi. Còn tác nha. Trời ơi. 120 của ai? Xem la chấm chấm lên giùm em mấy chị. Trời đẹp lắm luôn. Trắng lining cho em nhé, còn mới luôn 150 ngàn. Chị nào chốt lên giùm em mã T150. T150 giùm em, con nói chung là chị nào ML, XL về mặt vùa cho em nhé. Size M trở lên mặt vùa nha cả nhà. Mã T150k. Trời ơi đẹp xỉu. T150, mình xem like mình chụp chụp mình phải giúp em liên cả nhà ơi. Cả nhà yêu ơi, xem like chụp chụp lên giùm em đi. Tem của chị. Size L nhé, 150 ngàn cho em con này lụa. Rồi, chị nào chốt lên giùm em mã lụa 150. Tem của chị Bình 150. Mình xem like mình chụp chấm giùm em nha cả nhà. Treo cái này lên cho nó nổi. Mấy chị xem like tương tác chấm bài lên nha mấy chị. Chào chị Ngọc Hằng. Dài qua gối chứ mấy chị. Trời ơi. Em đau bé sao bối em dơ vậy mà. Nó phải qua gối nó tới gót chân luôn cái chứ lụa giùm em. Chị nào khách mới lên số điện thoại giùm em nhé. Nguyễn Thị Thúy lên số điện thoại giúp em. Lên số điện thoại giùm em. Trời ơi. Chú cha ơi, cái đầm sọc nó đẹp dã man. Lụa bao nhiêu? Size L, XL về vùa cho em nhé. 100 ngàn mã sọc, lụa 150. Mã sọc giúp em nhé, 100k. Size L, XL về mặt vùa cho em đó chứ. Con này em nói là em bao hiểu cho cả nhà luôn. Xuất sắc luôn. Chị Nguyễn Thị Thúy ơi, sọc. Cô inbox địa chỉ số điện thoại cho sọc, em sọc chị ơi. Rồi ơi, chị Nguyên Bách đâu rồi nè? Có địa chỉ bên em mới đi đơn nha chị. Chị Nguyên Bách ơi, đâu rồi? Sai chị nè, sai L nè. Sai L giùm em nhé. Bi giùm em lấy cho cả mấy chị 100 ngàn thôi. Mã bi, sai L. Sọc nhá, của Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dương. Mình lên số hại giúp em liên nha. Dự bị cho chị Học Phát. Sọc 100 ngàn, lên số hại giùm em đi mấy chị yêu ơi. Dành cho chị nào sai L. Sai L giúp em liên 100 ngàn giùm em. Mã bi 100. Nhà Liên không có cho xem hàng trước khi nhận nhé. Mấy chị lưu ý giùm em, mấy chị khách mới nha. Khách cũ thì Liên không nói rồi. Khách mới lưu ý giúp em nhé. Không chụp hình sau like và không cho xem hàng khi nhận. Để ý lưu ý giùm em. Nói chung là em nói thật lòng là chị nào mà tin tưởng em thì mua giúp em nha cả nhà. Tại vì nhiều khi mấy chị biết tới em là nhiều khi em với chị đã có duyên rồi. Đó. À, tin tưởng là muốn ủng hộ Liên nha cả nhà. Sau like Liên không chụp hình sau like và cũng không cho xem hàng khi nhận. Lưu ý giùm em nha. B. Chị em Ngọc Dương ơi, qua nhắn tin cho shop địa chỉ giúp em nha chị ơi. Ai, chị có cái đó rồi. Chốt thêm cái cho bà con đi. Trời ơi là trời. Trời ơi, đẹp quá. Một em bi dài phong lụa nhé. Xỉu luôn. Ôi ơi là trời, này đẹp lắm luôn. Rồi 5 phút nữa lên lên con trắng tường để cho 120k cho em. Size L nhé, chị nào 62kg đổ lại mặc vừa. 62kg đổ lại vừa cho em 120 ngàn. Mã số 1, con này đẹp lắm luôn. Mã số 1 giúp em nhé, 120. Mã số 1 giùm em 120. Chứ đẹp dẫm luôn á mấy chị. Trời ơi, chị Lê ơi, cái đầm thiết kế nè chị Lê. Đầm thiết kế, chị lấy đầm thiết kế nó đẹp lắm.
con hồng. Hồng hồng. Hồng hồng hồng. Size L nhá. Con này size to nha mấy chị. Chị nào mà L, XL hay XL mấy bạc vùa cho em. Chị có điện thoại em nghe nha. Gì? Có điện thoại. Nghe đi, nghe thử coi. Dạ alo. Dạ đúng rồi. Cho hỏi ai vậy? 69 Nguyễn Hoa. Nguyễn gì? Nguyễn Hoa. Thì sao nói đi đi chị. Sáu mươi chín k giúp em nhé, mã hồng. Dạ. Mã hồng giùm em nhé, 69.000 size L XL gì mặc vừa cho em mã hồng. Hồng hồng giúp em 69. Dạ. Chị nào coi like tương tác bài giùm em nha chị ơi. Chị Liên đang like á, chị đợi đến đây đây chiều luôn. Chị gọi lại. Chị nào coi like. Sao vậy? Alo. Khách khách một khách cũ. Dạ. Mà cái tên Kiều mới. Ờ. Sẽ có một chị Kiều mới. Trời ơi, chị ơi, cái giày nó có sai, em nên đọc đúng sai mà, chứ đâu đọc sai mã đâu. Sai cái sai đâu. Trời ơi, chị nếu mà nói vậy em muốn biết luôn á. Tại vì giày trên sai là em đọc sao là có sai nó vậy mà. Hồng của Kiều Ngô. Nó là em không biết rồi. Trời ơi. Tại vì thường thường là áo đồ mình đi mặc đó được đâu, nhưng mà trên giày á là nó có sai là em giữ theo đôi giày em đặt thôi. Dạ. Dạ, tắt cho em cho đồ đi chứ bên em nó đâu có bao sai đâu. Dạ đúng rồi, mà trên giày là nó size 39 mà. Có nhiều đôi size 39.5 luôn á. Mấy chị đang like tin tác chấm bài lên nha mấy chị ơi. Dạ dạ, tao luôn có gì em nói sau nha. Đang like. Dạ dạ. Hồng của chị Kiều Ngô mới nè. Một em Somiso liên lấy cho 100.000 nè. Trời ơi, cái bà này 150 bán cho 100.000 mấy chị. Rụng tim luôn á cả nhà. Đây đây đây. Sơ mi nè, cái màu xanh nó đẹp giả mao, màu chị Bình thích nè. Nhưng mà con sơ mi nó đẹp kinh khủng luôn ấy, mới cực kỳ luôn. 100k mã mới nha, bao nhiêu ký cũng vừa. Sơ mi form dài, em bao chất bao mới cho cả nhà. Nói chung là mặc không bao giờ đụng hàng, đẹp xỉu luôn á, sang chảnh. Mã mới giùm em Liên 100. Chốt em Liên mã mới. Mã mới giùm em nhé, 100.000. Trời ơi. Trời ơi là trời, cái đầm nhật nè. Chị nào qua like tương tác giùm em nha. Chấm like tương tác lên giùm em đi mấy chị ơi. Dữ luôn á cả nhà. Mã mới. Một em đầm nhật. Rồi 62-65 ký đổ lại vùi cho em. Trời ơi, lấy cho mấy chị 69k chốt lên mã nhật nha. Mã nhật giúp em 69.000. Mã nhật giùm em. Kiếm chị cái lót trắng. Ok, để lát bé em kêu bé đó. Mã mới cho chị Uyên Phương. Uyên Phương lấy số hại giúp em. Mã nhật. Nhật giùm em Liên nhé, 69.000. Em nói thật với mấy chị ơi, giờ là Liên chỉ có bán tặng thôi đó. Một em đừng kẻ. Uyên Phương ơi, lên số điện thoại giúp em nha chị ơi. Đây 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 cả nhà, kẻ lấy cho mấy chị 69.000 nè. Thôi ừ, đó đúng rồi. Mới bao nhiêu chị? Mới 100.000, 54kg đổ lại vùi cho em nhé, mã kẻ. Cả nhà ơi, vậy là rồi, nếu mà vậy em thấy có được khách giá không cưng? Em không có đứng xa, mấy chị đứng xa đâu có tương tác với khách được. Chốt Liên mã kẻ giùm em nha, thông cảm giùm em cả nhà ơi, kẻ cho Liên 69.000. Chốt Liên mã kẻ. Chị Uyên Phương ơi, qua nhắn tin cho shop địa chỉ em mới chốt đơn nha chị ơi. Trời ơi, mấy chị nó đẹp lắm luôn ấy. Uyên Phương có số nữa kìa cưng. Em chụp rồi chị. Chưa. Trời ơi. Xỉu luôn. Một em đầm hiểu nhé, size L, XL. Lấy cho mấy chị 69.000, chị Kiều Ngô ơi, bập liền. Con này là L, XL, 2XL nhé. Nói chung là size L, XL, 2XL trở lên mặc vùa cho em mã 69, 100k đó cả nhà. 100, 120 á, mình nay Liên bán cho mấy chị 69.000. Đây, 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 đẹp lắm luôn ý. Mã giùm em Liên mã 69, 69, 69 giúp em. Bán tặng luôn 69k. Bán tặng luôn, 69 tiền. Trời ơi, xịn sò. Xịt sò. Đây đây mấy chị. Đầm Barbie doll giùm em nhé, size M, size L gì mặc vừa cho em 100.000. Chị nào chốt lên mã Barbie. Coi là chất liệu là lụa. 69. Mình xem like mình chấm phải giùm em nhé. Chị nào lấy nè, Barbie giúp em Liên.
chốt lên mã Barbie 100. Không thấy đuôi đùm, em thấy không cưng? Barbie cho Ngọc Hàng 100. Trời ơi. Giá vậy mà con không thấy nữa. Nhiều cái đầm dài. Hả? Lỡ nhiều cái đầm dài của Ngọc Hàng. Khổ lắm cơ ấy. Size LXL về vừa cho em nhé. MLXL về mặt vừa 100 ngàn. Size M, size LXL về mặt vừa cho em. Barbie nó đẹp lắm luôn chị Ngọc Hàng. Ôi, xỉu luôn ấy. 100k giùm em mã 100. MLXL về mặt vừa mã 100 giúp em. Mã 100 giùm em. Xem like chấm chấm mã 100. Chị nào mà coi like mà để đang đứng xa vậy mà thấy cái giá là sao em đọc được bình luận. Trời ơi. Quá. Trời ơi, bên đó cái đẹp lắm luôn á chị Bình. Đây. 100.000 bán lấy tương tác nha. Có đẹp quá. 100 là của chị Thúy Nguyễn Lê số hại giùm em. 150.000 nè, mình liên lấy cho cả nhà 100.000, liên bán chân nè. MLXL về mặt vừa cho em. Mã số 2 nhé, 100.000. Mã 100 cho chị Thúy Nguyễn Lê số hại giúp em. Mã số 2 100k. Úi là trời. Mấy chị khách mới chốt đơn lên số điện thoại nhắn tin shop. Mã số 2 của chị Phan Phương. 100k cho chị Phan Phương. Em ơi Thúy Nguyễn đây. Cái này là 150k là mã số 2. Cái này là của Phan Phương. Đúng rồi, Thúy Nguyễn đây nè, 100.000. À, này chị vô đây chị đặt này như vậy đúng không? Thúy Nguyễn á chị là xả đơn một lần. Một rồi. Em hả? Thúy Nguyễn xả đơn rồi chị. Rồi xả luôn, có chốt hàng xả đơn một lần rồi. Chị xả đơn rồi, bên em không chốt hàng cho chị nữa nha chị ơi. Rồi xong. Không biết đơn một lần rồi tại em không lấy Thôi được rồi. Thúy Nguyễn là sorry nha, xả đơn một lần rồi mấy chị, chốt hàng rồi mà chờ em gửi đơn im ru à, không nói năng gì hết. Rồi 69k cho em nha, một em nằm sọc mới tin luôn á, chất nó mới giả mang luôn. Mã mới giùm em liên 69.000. Mã mới giùm em liên 69, chốt lên mã mới 69. A à, lấy cái Google mới 69k. Em thấy có thu trần 100 đó chị. Em có thấy thu trần chốt mã 100 đó. Mã mới giùm em nhé. Thu trần đó chị. Mới giúp em liền. Trời ơi. Một em sơ mi màu đen lụa. Trời ơi, con này hàng hiệu thiết kế nè. Chị Phan Phương lấy cái đầm này nè, xe M, xe L. Nhưng mà MU thì em nghĩ là L vừa cho em nhé. Mã mới của chị Bình nè. 69. Con này chị nào size M nhưng mà em nghĩ là L vừa giúp em nha. Con này rộng lắm. Đen lụa giùm em nhé. 100k chị nào chốt em mã hiệu. Ai lấy cái đầm thiết kế này thì chị nào lấy là size L đấy. Mã hiệu cho em 100.000, đẹp giả mang luôn mấy chị. Thật sự đó, chị yêu nào lấy nè. Mã hiệu giùm em liên 100, có gà chị nào cột eo lại giùm em. Đẹp lắm luôn ấy, đẹp đầm nước chấm sang lắm chị nào. Muốn có cái vòng eo mấy chị về thắt cái beo lại thôi là vừa rồi. Đó, chốt liền giùm em liên. Chốt cho em đi. Trời ơi, chỗ nó đẹp giả mang. Chị nào có like chấm bài giùm em nha mấy chị ơi. Ôi là trời ơi. Xô Barbie doll giùm em 100k. Nhiêu ký cũng vừa giúp em liên nhé. Mã xô 100. Xô 100 giùm em. Xỉu luôn à. Xô giùm em đen 60k vừa cho em mấy chị. 60k là lấy đi đẹp lắm. Ở đây nó ghi size M nhưng mà hàng ông là size L giùm em. Đấy, 60k là bao đẹp nhé. Con này lụa có cái túi, chị nào về thắt cái beo lại. Đó, chị nào muốn thắt thì thắt lại giùm em, mã hiệu. Xô 100 giùm em nhé. Con xô hoa nè, cái hoa của nó nè, Barbido nè. Ôi, đẹp giả mang. Chốt liêu mã xô. Xô 100 tiền. Xô 100 tiền. Một em đầm dây sọc maxi lấy cho cả nhà 69 tiền. Cái này 120 nè. Đây bán nhiều cũng rẻ hết mấy chị. Đây. MLXL về mặt vùa cho em nhé. 69k mã sọc. Trời ơi, Bình ơi, Bình lấy cái này đi vòng vòng ở trong này nè chị Bình ơi. Sọc. Sọc giùm em liên nhé, 69.000 đó. Cái này đi vô đây, đi vòng vòng mới đẹp lắm luôn cả nhà. Mới dài lắm luôn ý. Dọc, sọc. Chị nào coi like chấm bài giùm em nha mấy chị ơi. Sắp yeah.
Trời ơi, Ngọc Hằng đâu rồi? Size M. Sập sập của chị nè, con đẹp giả mê. Không, lót trắng thì không có mấy chị ơi. Lót đen thì được, lót trắng thì không có đâu. Lót trắng hiếm lắm, lót trắng thì không có. Đầm thiết kế nha, sẽ size M. Ngọc Hằng ơi, lấy cái này đẹp lắm luôn, liên để cho 100 ngàn mã thiết kế. Mã thiết kế 100. Màu đẹp giả mang, sập cho ai nè. Mã thiết kế nhé, sập của chị Hồng Phát nhé. 69. Xem like chấm chấm lên giùm em. Mã thiết kế giúp em liêu 100 ngàn. Bà nào lấy này, con này đáng lẽ 150 đấy. Chị nào về mặt đi đẹp, ơi là đẹp luôn. Đẹp cực kỳ, có cái nơ này. Xinh giả mang. Xem like chấm chấm lên giùm em với. Đây. Đó cả nhà ơi. Mã thiết kế nhé, 100k. Ôi trời ơi, thiết kế 100 giúp em. Mình xem la mình chấp chấm giùm em. Chấp chấm phải. Không ai nói năng gì luôn. Chị nào coi like chấm bài giúp em nha mấy chị ơi. Size L cả nhà ơi, một em đầm hiệu size L lụa nhá. 120k, chị nào chốt lên giùm em mã nhé, mã VIP giùm em 120. VIP 120 giùm em. Trời ơi, chị Thu Trần ơi. Cái này đẹp lắm luôn. Nó chị nạp CL. VIP 120.000. VIP 120 giùm em. Trời ơi. À, đây nè, đẹp lắm. VIP 120 cho em nha. Chị nào chốt lên mã VIP 120. VIP 120 chị Phan Phương còn không, để liên lên cái đầm kia luôn cho nè. Nó công đại riêng nói là lát nữa liên lên. VIP 120. Ơi. Một em hàng hiệu giùm em nhé. USA là size số 8 nè. Đây nè, trời ơi giả mang. Xem like chấm chấm lên giùm em nhé. Một em đồng hiệu 100 ngàn. Trời, cái tay của bồng chất liệu là lụa. VIP cho chị nào? VIP cho Xuân Nhi 120, chị nào lấy nè. Một em đồng hiệu nha, cái này tay bồng size L giúp em nha. Chị nào size L nhé, 62-65kg đổ lại vùi cho em nhé. Chúc em liên mã bồng 100k. Mấy chị ơi coi like chấm bài giùm em nha mấy chị ơi. Mã bồng giúp em 100. Bồng 100. Cái đai cuộc lại cho em liền nhé, đẹp xỉu luôn. Chấm ba tương tác lên giùm em cả nhà ơi. Xinh xỉu luôn, chị nào lấy nè, cực kỳ xinh luôn ấy. Xinh lắm đó. Đây nè, một em độc lạ. Đây mấy chị. U là trời. 55kg quay đầu cho em nhé, 100 ngàn mã độc lạ. 55kg cái họa tiết giùm em mà lụa. Chị nào lấy cái này xuất sắc luôn ấy. 55kg đổ lại vùa cho em nhé, mã độc lạ 100. Độc lạ 100 giúp em. 55kg đổ lại vùa nhé, mã độc lạ của Lê nè, 100 nè. Độc lạ của Lê 100. Xem like chấm chấm. Trời ơi. Để lấy cái này nè. Một em đầm kẻ chị Bình ơi, Babydoll. Một em đầm kẻ Babydoll giùm em nhé, tay bồng 120 ngàn. Chúc em mã kẻ 120. Chị sau cũng rồi, độc lạ của chị chứ đó, chị Lê trước rồi. Mã kẻ giúp em nhé, 120 tiền. Đẹp giả mang. Ôi da. Ui sao ơi. Ui trời ơi, cái đầm nó đẹp giả mang luôn. Kẻ cho em nhé, 120. Đỉnh của chóp luôn mấy chị, bao nhiêu ký cũng vừa. Kẻ 120 giùm em. Đó là điểm của chóp luôn ấy. Ôi trời ơi, muốn em đồng hiệu. Chị chấm bài giùm em nha mấy chị ơi. Da rà giùm em nhé. USA là size M. Một em đồng hiệu da rà. Ôi trời ơi, đẹp giả mang. Leo đâu rồi lấy nè. C
size M cho em nhé, 120 ngàn mã da rà. Da rà, da rà giúp em 120. Đấy. Da rà 120. Bị khóa lại giờ đó. Mập. Da rà 120 là đang bay của ta mà. Thì đó, tại mình quen vậy đó. Chị nào khách lại lên số phận cho em. Barbie doll giùm em nhé, một em đầm Barbie doll màu xanh 100 ngàn. Sơ mi đẹp giả ma. Chị nào 52 kg quay đầu cho em nhé, mã xanh 100k. Nó lấy cái này đẹp quá đi. Lúc đầu chị la sốc biển vậy. Cái bao cái đẹp lắm luôn á. Đây 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 mấy chị, cái tùng của nó nè, nó mở tim luôn. Nó bay ra luôn, nó bay ra của chị. Xanh xanh 100. Chị sợ em đây chị nào lấy. Trời ơi, nó đẹp giả ma. Xanh nhá, xanh của chị Lê nhé, 100. Một em đầm hồng đi tiệc nhé, chị nào nè. S M nhỏ về mặt vừa nhé, 100 ngàn mã tiệc, con này hàng hiệu. Cái khóa của nó nè, cực kỳ đẹp luôn, màu hồng đang hot. Nó mới lắm, hàng thiết kế cho em nha. Đấy, 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 mã tiệc giùm em liêu 100k. Chốt liêu mã tiệc 100. Trên la chấm chấm phải giùm em. Trời ơi. Chú cha. Đây, đây, cả nhà ơi. Xem la chấm chấm phải giùm em với. Đây nè. Một em đầm lụa giùm em. Size M, size L về mặt vừa cho em nhé. Có dây cuộc eo, cái bèo của nó nè, 120 ngàn. Cái này màu tay là tay luôn, mã tay 120. Mã tay 120 giúp em. Chốt em liêu mã tay nhé, 120k. Rồi, xem ra chấm chấm lên giùm em nha. Mã tay 120, chị đòi lấy lên mã tay 120. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Tay 120 giúp em. Chị nào coi like chấm bài giùm em nha mấy chị. Quay đẹp quá giỏ. Đẹp dễ mê luôn. Uban, Uban, Uban. Một em đầm hiệu Uban, USA là size số 4. Đẹp xỉu. Đẹp cưng quá. 120 ngàn giúp em. Chị nào chúng em mã 120. 120, 120 giùm em. Xem la trong tay chấm 120k nhé. Chị nào chốt liên giúp em liên mã 120. Mã 120 giùm em. Xem la chấm chấm lên giúp em với mã 120. Đây, em đi lên cái đầm thể thao nè. Một em đầm thể thao phong rộng, lấy cho mấy chị 69 ngàn. 120 là của chị Bình. 120 là của chị Bình. Rồi, đầm thể thao lên lấy cho mấy chị 69k nhé, mã 69. Xả nơ của chị Thanh Hai nha chị. Chị đó không có inbox không một cái luôn. Mã 69 giùm em nhé. Cái này 120 đúng không chị? Chỗ em lên mã 69 cho em nè. Nhung kiếp cũng vừa mã 69. Trời ơi, cái đầm thiết kế nè. Trời ơi, size M cho em, một đầm thiết kế size M. Ôi đẹp giả man ấy. Đây đây đây, mấy chị hôm qua đi. Nay khui ra này lên định để lại, nhưng mà cái này nó hơi rộng với em rồi. Cái này SM thôi, chị nào tròn hơn em thì vừa nhé. Đẹp xỉu, 120k, mã giùm em lên mã thiết kế 120. Thiết kế 120 giùm em. Chấm ba tương tác giùm em nhé. Có tương tác gì? Cũng có hả? Có. Lạc bé mấy người luôn nghe. Nhưng mà giờ nó đỡ hơn. Chị nào xem like chấm em chấm nha mấy chị ơi. Thiết kế 120. thiết kế giùm em liên nhé, 120 ngàn. Đây 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 đây. Thiết kế cho em 120. Xem like chấm chấm. Đây khách đi đâu hết. Thiết kế của chị nào? Hồng Phát 120 ngàn. Đẹp giả man, nay khách đi đâu hết rồi nên không hiểu luôn ấy. Một em đầm xô. Đi về Bắc, đi du lịch. Khách đi đâu hết rồi khách ơi. Một em đầm xô họa tiết nha. Trời ơi, lấy cả nhà 100 ngàn nè. Vậy là chốt lên mã họa tiết 100. Họa tiết giùm em liên 100k. Nó nè, cái này đẹp lắm luôn ấy. Mã họa tiết giùm em nhé, 100 ngàn. Chốt em liên mã họa tiết 100. Họa tiết 100 giúp em. Ủa nãy hôm nay chị không có lấy nguội luôn á nhỉ? Có lúc đầu á. Hả? Lúc đầu. Ai hả? 4 lần coi ở bài chấm có liền mình chấm mà. Dễ hả? Để thử qua hả? Thử lại không? Xui xui nó được thì sao? Hên hên đó nhỉ? Hên hên đó à. Dẫn hoài. Chốt hết đống này. Hả? Size L. Một em đầm hiệu size L, size L. Chị coi coi. Rồi, đưa cái máy giùm chị coi.
chị xem cái xô họa tiết cũng ngồi cái đó đẹp lắm chị. Mới sẵn đi quan với chị, trời ơi nó đẹp dã man. Đây. Có phải đúng không? Đẹp xỉu luôn, 100.000. Không có giả đâu, 100.000 đâu. Đáng lẽ là phải 150 đấy. Nó mới tinh luôn. Ở dưới nó có cái beo nhưng mà ở sau nó có mấy hao đúc đây đẹp lắm. Xinh cực kỳ. Khi nào coi like chấm cho em một chấm nha mấy chị ơi. Xem like chấm lên cho beo cả nhà ơi. Trời ơi đây nè, Phan Phương hãy đi. 100 của chị Phan Phương nè. Đây nữa nè, một em đầm thiết kế nhé, size L lụa giùm em. Trời ơi nó đẹp giả man, 120 mấy chị. Không có đâu bán cái đầm lụa thiết kế 120.000 cả nhà. Thật cái đầm này chị giá với 220 á. Những hàng về là mấy chị ưng ý liền. Rồi mã cho em liền nhé, mã đẹp 120.000. Mã đẹp có dây cuộc em. Đây, đẹp 120. Đẹp 120k. Mã đẹp giúp em nhé, 120. Đẹp cho chị Kiều Ngô mới, 120. Chất lining màu nâu giùm em, 100.000 của Nhật. Chị nào chốt em mã lining 100. Lining 100. Lining 100.000. Thôi Liên lấy cho mấy chị 69.000 thôi, em bán lấy tương tác thôi. Đây, lining nhé, lấy cho mấy chị 69.000 có dây cột. Chốt em Liên mã lining 69. Lining giúp em 69. Bán lấy 69 thôi, 9 tiền. Chị nào xem like chấm bài cho em nha mấy chị ơi. Trời ơi. Tô thiêu nhé, 120.000 chốt lên mã thiêu. Thiêu 120 giùm em. Này cũng có tương tác rồi đó mấy chị. Thiêu 120. Chị nào chốt lên mã thiêu nè, 120k đẹp xỉu. Chấm 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 tương tác giúp em nha. Mã thiêu 120. Đây cả nhà ơi. Đây nè. Bao nhiêu ký cũng lùa cho em nhé. Chiếc xô mà nó họa tiết nó thiêu giùm em nhé. 120k nhé. Chị nào chốt lên mã thiêu 120. Thiêu 120 tiền. Mê lắm luôn cả nhà, thật sự đấy, mê lắm luôn nha. Hàng hiệu. Một em đầm lụa dập ly nhé. Trời ơi nó đẹp giả man, 100k cho em nè. Mã hiệu. Thiêu cho Như Quỳnh nhé. Mã hiệu giùm em 100. Ừ. Bé đi ra ủi đồ đi để cho bé Quỳnh chốt. Mã giùm em mã sơ mi nhé. Sơ mi 100.000 giúp em. Hiệu nè, 100 nha, cho chị Kiều Ngô mới. Một em chất giùm em. Trời ơi là trời. Một em hàng hiệu đẳng cấp luôn. Xem like chụm lên giùm em nha. Sơ mi của chị Kiều Ngô mới rồi nha. Đây em gài nút nè. Con này đẹp lắm luôn, 100.000 giùm em. Bà nào lấy nè. Size L cho em nha, lining giùm em. Size L mã tay. Mã tay giúp em liêu 100. Mã tay em 1 chấm nha mấy chị ơi. Mã tay giùm em liên nhé, 100k chốt liêu mã tay 100. Tay 100 tiền, chốt liêu mã tay, con này đẹp cực kỳ luôn á. Chị nào lấy nè, con này có chất lining nhưng mà nó có túi giùm em, xỉu. Tay của chị Bình đẹp lắm luôn, chị Bình ơi, 100. Tay của chị Bình, 100. Một em sơ mi. Đâu, ôi 100.000 giùm em nha, 150 đang lấy 100.000. Hello chị Dodo. Đúng rồi, sơ mi đó. Lẽ không có phải chốt hiệu đâu, chốt sơ mi á. Nhá. Nhiêu ký cũng vừa giùm em liêu 100k mã mới. Chị đã chốt lên mã mới 100. Mã mới giùm em nhé. Tay liên hết rồi nha. Mã mới giùm em liền. 100.000 chốt lên mã mới. Mới 100 giúp em. Cái đầm hoa này Liên lấy cho mấy chị 69.000. 55kg đổ lại mặt vùa cho em nhé. Mã 69. Em xả con dây giúp chị. Con dây là con nào á bé? Mới của chị Phan Phương. Mới là của chị Phan Phương nè. Chốt chắc nha. 100 đúng không chị? 69k cái đó của chị Phan Phương. Mã giùm em liêu mã 69. Đây mấy chị. Mã 69 nha. Mới của chị Phan Phương rồi. Ô là trời. Con đồng chơi thì đúng không chị? Đúng rồi, để ra cho chị đi. Để đó.
một em lining giùm em màu xanh 100 ngàn. Rồi chị nào chốt em mã lining 100, chị nào qua lining lining 100 ngàn giúp em. Chốt em liên mã lining 100k, lining 100 ngàn giúp em. Xem like chấm tương tác lên giùm em nha cả nhà ơi. Lining 100 nghìn, con này đẹp lắm đây. Lining 100, trời ơi là trời, gu của chị nào. Lining 100 là của Dodo, Dodo Lê Xuân Hải giúp em. Khách mới ứng theo dõi trang bay giùm em nha. Ui là trời ơi, cái đầm màu hồng thiết kế cho em nhé. Xem mờ. Chị Dodo ơi, Lê Xuân Hải này đẹp lắm. Bên em mới đi đơn nha chị ơi. S mờ nhỏ gì mặc vừa, anh đang để cho 100 ngàn mã hồng. Mã hồng giúp em. Con này là S với M nhé. Mã hồng giùm em liên 100. Đẹp quá à. Hồng 100. Để liên để lại. Mày xinh quá bé ơi. Hồng 100 là nói bánh bèo. Hồng 100. Xem lại. Lên số thoại giùm em cả nhà ơi. Chị nào khách mới lên số điện thoại để chị bên em mới đi đơn nha chị ơi. Không chốt đơn ở trên, không gọi điện chốt like nha mấy chị. Dodo inbox rồi kìa, kiểm tra đơn. Dạ rồi. Một em đầm sọc thể thao nhé. Rồi cái này liên tặng đi. Thấy nó mặt hơi, nó hơi sần sần, liên tặng cho chị nào chốt liên mã giùm em mã số 1 tặng. Mã số 1 tặng giúp em. Chốt em liên mã số 1 tặng. Mã số 1 tặng giùm em. Chị nào lấy lên mã số 1 tặng. Chấm bài tương tác lên giúp em đi mấy chị ơi. Một tặng cho chị Kiều Ngô mới nè. Một tặng của chị Kiều. Chị nào có like chấm cho em một chấm nha. Một tặng của chị Kiều Ngô mới. Chị Đô Đô ơi, vô trả lời inbox shop giùm em nha chị. Ôi trời, cái này đẹp quá vợ. Ôi trời ơi. Cái này là màu xanh á, chị nào đi du lịch nè. Chứ là liên hết đi du lịch rồi. Đẹp quá. Chị nào xem like chấm inbox, chấm cho em một chấm. Cái này đẹp quá giờ. Du lịch giùm em nha Maxi. Nhưng mà cái này hỏi luôn á, chị nào có vú cặp vú đẹp thì mặc mấy chị ơi. Liên là chết rồi. Con này đẹp cực kỳ luôn, phía sau nè. Đây cả nhà, này chắc mẫu ngực được à. Được, con này chị nào size M, size L về mặc vừa rồi. Mờ lời về mặt vừa liên để cho mấy chị 100 ngàn thôi. Mã du lịch giúp em 100k. Chị nào xem like chấm chấm bài cho em nha mấy chị. Mã du lịch giúp em nhé. 100k giúp em mã du lịch. Du lịch giùm em 100. Chốt liên mã du lịch 100 tiền. Xem like chấm chấm lên giùm em với. Mã du lịch 100. Chị đô đô đô. Ơi vô rạp inbox shop giùm em nha chị. Một em đầm dây nhé. 69k giùm em. Du lịch của chị Bình có đó đẹp lắm luôn chị Bình. Đây đúng chị. Ờ 69k giùm em liên mã 69 nè. Chị nào chốt nha, đầm dây 69 ngàn giúp em mã 69. Đầm du lịch bao nhiêu? Mã 69 giùm em. Trời ơi. Chị ơi đầm du lịch bao nhiêu ạ? Cái đó 100. Trời ơi một em đầm hiệu màu đỏ 69k nha. Chị nào lấy nè. Size L, XL trở lên mặc vừa cho em liên 69 ngàn mã số 2. 69k giúp em liên nhé. Chốt cho em liên mã số 2 giùm em liên 69. Mã số 2 giúp em 69 tiền ơi. Xem like chấm chấm tương tác lên giúp em với mấy chị. Ôi đồ muốn có mà bán luôn cả nhà. View thì trời ơi đứt hỡi luôn. Chị tắt ra chị vô lạ nha. Tắt ra vô lạ nha. View nó xuống rồi. Hả? Chị Đô Đô ơi vô rạp inbox shop giùm em nha chị ơi. Có số điện thoại địa chỉ bên em mới đi đơn nha chị. Liên tắt ra đâu vô lại coi. Cho cần tắt ra vô lại không cưng? Thôi, đang có người xem rồi. Hả? Đang có người xem mà đợi xíu. Chị nào có like chấm như chấm bài cho em nha mấy chị ơi. Size L, XL. Một em đầm hoa nhí giùm em 100 ngàn mã hoa nhí. Size L, XL cho em. Sai lời cái lời gì mặc vừa cho em nhé. Mã hoa nhí đúng rồi cả nhà. Chấm đây kìa cho nó khỏi gào thét cho em đi cả nhà. Trời ơi khổ lắm cơ đấy. Hoa nhí nha. Chẳng tưởng sai gì em. Dạ con này sai lờ đấy. Lụa
xe lờ lụa giùm em nè. Em khổ lắm cơ đấy, trời ơi. Em phải tắt ra la lại rồi. Viêm bên này không nổi này. Thử coi, thử một lần coi. Vận mệnh của em thử. Vô lại giùm em nha.